Xin chào các bạn, tên tôi là Cô Nguyễn. Tôi vừa đi du lịch nước Thái Lan về và tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm và hành trình trong khi du lịch ở Vương quốc Thái Lan. Thường bây giờ đó thì người Việt Nam khi mà muốn du lịch nước ngoài đó hay đi mua tour 5 đêm 6 ngày chẳng hạn. Thì trong du lịch này đấy thì có người hướng dẫn từ A tới Z mà. Còn trong video này đó, thì tôi chú trọng cho những bạn nào thích du lịch tự do hay du lịch bụi, tiếng Anh kêu là backpacking, nghĩa là bạn phải tự đặt vé lấy, tự đặt khách sạn lấy và bạn lựa những chỗ nào bạn thích đi. Khi mà bạn tới chỗ nào đó bạn thích thì bạn ở lại lâu, bạn không thích đó, thì bạn đi tỉnh khác hay đảo khác gì đó bạn, thì nó có cái sự tự do nó. Và nó cũng có sự may rủi của nó bạn. Là bạn phải tự làm sao bạn biết khách sạn nào tốt hay chỗ nào đi chơi tốt bạn. Thì vì lý do đó thì bạn là người mà du lịch bụi hay là du lịch tự do đó thì phải tự khám phá ra bạn. Phải học hỏi trước khi đi. Trong video này đó thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn khi mà bạn tới Bangkok, bạn muốn ở chỗ nào cho tốt, hay là bạn muốn đi sắm đâu, hay là bạn di chuyển làm sao bạn. Trước khi vô đề tài khám phá Bangkok đó, thì bạn nào muốn biết backpacking hay là du lịch bụi hay tự do ở trong Sài Gòn đó, thì bạn tới đường Phạm Ngũ Lão. Chỗ đường Phạm Ngũ Lão đó, bạn sẽ thấy rất nhiều người Tây Phương đi du lịch tự do bạn. Thì ở chỗ này đó thì bạn có thể mướn phòng 5 đô cũng có bạn. Và tới 30 đô. Thường thường du lịch bụi thì nó trả khoảng đó thôi bạn, không trả hơn. Còn ở trên Hà Nội đó thì bạn vô phố cổ, bạn sẽ thấy rất là người Tây Phương, người ta mướn phòng đó bạn. Bây giờ mình sẽ trở lại Bangkok. Làm sao bạn tới Bangkok? Nếu mà bạn ở Hà Nội thì bạn phải bay rồi bạn. Nếu mà bạn ở thành phố Sài Gòn đó, bạn có thể đi đường bộ qua từ Phạm Ngũ Lão bạn nhé, đi tới Phnom Penh hay là tới Siem Reap đó, và Siem Reap bạn có thể mua vé xe buýt tới Bangkok luôn bạn. Thì hành trình này mất 2 ngày thì nó rất là lâu bạn, nhưng mà nếu mà bạn muốn coi hình cảnh của Campuchia hay là nước Thái Lan gì đó trong đường bộ đó thì bạn cũng nên nên đi một lần. Còn không, từng thường lệ bây giờ thì máy bay có rất nhiều, máy bay nó khá rẻ bạn, đi từ đây tới đây nhiều khi có vài chục đô thôi bạn, mấy trăm ngàn thôi bạn, và nó đi khoảng chừng tiếng rưỡi bạn. Để tôi zoom vô và phóng Bangkok lớn bạn. Nếu bạn để ý đó thì Bangkok đó sẽ chia ra làm hai phần. Ở giữa là con sông Chao Phraya. Khi mà bạn du lịch đó thì bạn sẽ phần đông sẽ bạn sẽ ở miền đông của thành phố bạn. Thành phố đó thì có hai cái phi trường, một là Đổn Mương nằm ở phía bắc, và phi trường mới kêu là Suvarnabhumi, lớn hơn thì nằm ở phía đông bạn. Phần đông đó thì máy bay tới từ quốc tế sẽ tới phi trường Suvarnabhumi đây bạn. Đây là phi trường nội địa, nhưng mà nếu mà bạn bay bởi AirAsia đó, có thể bạn phải tới phi trường Đổn Mương các bạn. Phi trường Suvarnabhumi này đó cách trung tâm thành phố khoảng chừng mấy chục cây số bạn. Dĩ nhiên là bạn có thể lấy xe taxi đi, hay là tốt hơn hết đó, khi mà bạn làm du lịch bụi đó thì bạn muốn đi rẻ đó thì nó có một cái metro bạn, một cái metro xe đường, xe lửa, xe điện sẽ đi từ đây tới đây bạn. Bạn chỉ mất khoảng chừng đâu 60 bạt thì phải. Nếu mà bạn đi xe taxi đi từ đây tới đây đó thì bạn có thể mất khoảng chừng đâu 600 tới 1.000 bạt bạn, nghĩa là khoảng chừng đâu mấy chục đô đó bạn đó. Thì phần đông đó là bạn đi du lịch bụi đó thì bạn sẽ lấy cái metro đi từ đây tới thành phố. Còn là bạn nào khi mà tới
đây mà muốn đi Pattaya dưới đây đó bạn đó, thì ở đây đó cái trường Suvarnabhumi đó thì nó cũng đã nó ở ngoài ô và coi như là đi 1/3 đường của Pattaya bạn. Bạn đi từ phía trường Suvarnabhumi tới Pattaya đó thì mất khoảng chừng đâu 2 tiếng bạn. Khi mà bạn tới phía trường Suvarnabhumi đó thì nếu mà bạn muốn đi Pattaya đó thì bạn đi xuống dưới lầu cuối cùng đó bạn, ở dưới bạn đó thì bạn sẽ thấy là bạn sẽ tới, khi mà bạn tới đó bạn sẽ lựa ra, một là đi xe lửa bạn, xe lửa xe điện đó bạn đó, thường thường cho người du lịch bụi bạn, hay là taxi thì đi đâu cũng mắc rồi bạn. Taxi thường thường là nếu mà bạn không có cách nào để nói taxi, và ở dưới đó thì nó cũng có một cái trạm xe bus bạn, để bạn đi trực tiếp đi tới Pattaya luôn bạn. Có nhiều người bạn thì muốn đi tới Bangkok trước hay là đi tới Pattaya. Pattaya bạn, Pattaya là một thành phố nổi tiếng du lịch bạn, thì người có thể là bạn chọn đi Pattaya trước cũng được, thì bạn đi xe buýt thẳng đây luôn, tại vì Suvarnabhumi đó thì nó cũng một tới 1/3 bạn, tuy là nó ngắn nhưng mà khi mà bạn vô Bangkok đó bạn sẽ kẹt xe nhiều lắm. Ở đây thì bạn chạy thoải mái tới Pattaya trực tiếp luôn. Trước khi nói về những điểm nào ở trong Bangkok mà du khách hay tới hay lai vãng tới, thì tôi muốn nói vấn đề giao thông ở Bangkok bạn và cách di chuyển. Thường thường đó có câu là When you come to Rome, do what the Roman do, nghĩa là khi mà bạn tới thành phố La Mã bạn sẽ làm theo, coi và làm theo những người La Mã làm sao, thì cái đó tốt cho bạn nhất bạn. Thì Bangkok cũng vậy, phần đông đó thì người Bangkok thì di chuyển bằng metro bạn. Metro là đường điện bạn. Ở Bangkok có nhiều đường bị ùn tắc cũng như thành phố Sài Gòn bạn, nên khi bạn đi metro đó thì bạn có thể dự đoán bạn tới mấy giờ được bạn. Rất là thuận tiện bạn, đó, rẻ nữa bạn. Còn ngoài ra ở Bangkok đó thì cũng bạn có đi taxi ôm bạn. Nếu mà bạn ở lâu thì bạn đi, nếu mà không thì bạn chắc cũng không nên đi bạn. Di chuyển thứ hai nó kêu là túc túc bạn, thì xe túc túc này nghĩa là ba bánh, thì thường thường là đi đường ngắn thôi bạn, dưới 100 bạt tùy theo bạn đi đâu, nhưng đi khu vùng ngắn thôi. Thường thường này xe túc túc đôi khi nó hay đậu ở dưới trạm xe bus hay là trạm đường xe xe lửa bạn. Và đây cũng là di chuyển bạn. Đây là kêu sỏng thẻo. Sỏng thẻo là sao bạn? Đây là chỉ một cái xe truck bạn, và gắn thêm hai ghế ngồi. Hai ghế ngồi, nên đây là sỏng. Sỏng là hai bạn, sỏng thẻo là hai ghế ngồi đó bạn đó. Thì đây thì xe này đó thì chở được nhiều khách bạn. Còn xe túc túc đó, hay là xe ôm, hay là xe taxi đó thì chở được một hành khách hay là một hàng những hành khách đi chung nhau đây bạn. Còn xe sỏng thẻo này thì chở được nhiều khách, thì cũng giống như là xe metro đó bạn, thì chở rất là nhiều người bạn. Khi bạn tới Bangkok tuyệt đối bạn phải dùng cái xe metro này bạn. Thì đi đâu cũng dễ bạn, cả rất là tiện lợi bạn. Tôi hy vọng ngày nào ở Sài Gòn nó hoàn tất xong cái metro số 1 cho bạn thì rất là tốt bạn. Còn một một điều đó bạn đó, có thể là bạn ngạc nhiên, đây là cái taxi bằng thuyền bạn, thì nó đi ở giữa đường Chao Phraya đó bạn đó, thì đôi lúc đó thì bạn đi đường này cũng tiện bạn. Khi mà bạn mới tới bạn nên đi thử coi bạn, thì xe thuyền đó bạn sẽ thấy nó tập bến, nó cứ tập bến không tới 1-2 phút là nó ra đi bạn, nên nó giống như là xe xe buýt vậy bạn. Rất là thuận tiện cho khi nào bạn đi tới những du lịch thắng cảnh, chẳng hạn như bạn đi tới Wat Phra Kiang, Wat Arun, Wat Phổ hay là chỗ vùng đó bạn, thì bạn đi xe bằng thuyền. Vì lý do đó chỗ đó thì nó cái metro nó hay là nó không có tới chỗ du lịch đó bạn, nên bạn phải dùng cái thuyền này. Tôi sẽ nói tiếp về sau làm sao bạn đi trong thuyền bạn nhé. Đây là thành phố Bangkok bạn. Nếu bạn để ý đó, đây là sông Chao Phraya bạn nhé.
đây là phía đông của tỉnh, đây là phía tây, nên bạn thấy đó, phần đông Hoạt Bát là nằm phía đông của tỉnh. Phần đông đó, khi mà người du lịch tới đó bạn đó, thì nằm ở trong cái chỗ khung đây, nói chung là thành phố cổ bạn. Đây thì bạn có những vật pha keo, vật Arun, vật vội gì đó bạn đó, rất là nhiều du lịch tán thành chỗ này bạn. Bạn để ý coi cái đường metro bạn nhé, nó không có vô đây bạn. Muốn tới đây đó, một là bạn đi xe túc túc bạn nhé, hai là bạn lấy metro cho tới chỗ sông này bạn, exit này đó bạn, exit Thạc Xỉn đó bạn đó. Rồi bạn lấy thuyền đi du lịch thắng cảnh ở trên đây bạn. Còn đây là phi trường bạn, phi trường Suvarnabhumi. Việc đầu tiên bạn tới đó thì bạn đi xuống dưới hầm một đó bạn đó, thì bạn sẽ tới kêu là Airport Link, bạn trả như tôi không nhớ rõ nữa, 60 90 bạc gì đó, khoảng chừng 2 3 đô bạn đó. Bạn mua vé một chiều thôi, rồi bạn đi từ đây cho tới những sợi này là sợi đường rầy xe lửa trên không bạn đó, thì bạn sẽ đi tới một trong những sợi này để bạn di chuyển qua metro khác bạn. Trước khi tôi quên nữa, tôi muốn nói khi bạn nào mới đi du lịch bụi đó thì bạn sẽ tới chỗ nào bạn? Bạn sẽ tới chỗ này đây bạn. Chỗ này đó bạn đó, nó kêu là thành phố khảo sản hay là vùng khảo sản đó bạn đó. Thì giống như là nếu mà bạn tới Sài Gòn bạn đó, bạn có đường Phạm Ngũ Lão không? Ở đây đó có thể tới 10 tới 100 lần lớn hơn Phạm Ngũ Lão bạn. Bạn vô đây chỗ rừng chỗ nào góc nào cũng thấy bạn, bạn sẽ thấy mì trắng bạn nhé. Thì bạn sẽ đi thân ổn khảo sản đây bạn. Vì lý do đó là nếu mà bạn đi du lịch bụi hay là du lịch tự do đó, thì bạn nên tới thân ổn khảo sản tìm khách sạn bạn bạn ở đây. Thì ở đây nó có nhiều việc bạn để làm bạn, nhiều giải trí bạn đó. Hoặc là bạn khi mà bạn đi Bangkok đó, khi mà bạn nếu mà bạn giữ khách sạn đó, bạn luôn luôn tìm cái khách sạn nào gần cái Metro Line bạn nhé. Bạn tìm khách sạn nào, bạn coi coi gần Metro Line thì bạn giữ khách sạn đó. Chẳng hạn đây thì nó có chỗ kêu là Sukhumvit, thì cũng tương đối là nổi tiếng bạn. Một là bạn ở thân ổn khảo sản, hai là bạn ở gần chỗ khu Sukhumvit hay là khu khảo sản bạn nhé. Thì khu khảo sản này đó thì hotel tương đối rẻ hơn bạn, hơn chỗ này bạn. Thì khoảng chừng đâu 20 đô, khoảng chừng 400 ngàn hay 600 ngàn là bạn có phòng, nghĩa là đủ ở bạn cho 2 người bạn đó. Bạn tới đây bạn nhé. Khi mà bạn tới đây đó, thật ra bạn không cần đặt phòng trước bạn. Bạn đi tới đây đó, rồi bạn đặt phòng thì nó có rất là nhiều khách sạn vô số kể bạn. Phạm Ngũ Lão chỉ là một số nhỏ đó bạn. Đây là đây mới chính là chỗ backpacker là người Tây phương người ta ở bạn đó. Thì bạn cứ tới đây. Tiện đây tôi muốn nói đó, khi mà tôi đi du lịch đó, tùy theo tôi tới khi nào, nếu mà tôi tới bên chiều đó thì tôi sẽ đặt khách sạn trước bạn. Nếu mà tôi tới 5 6 giờ tôi sẽ đặt khách sạn trước. Nếu mà tôi tới từ bên trưa đó, ở trước đó đó, thì thường thường tôi sẽ không đặt khách sạn bạn. Dĩ nhiên tôi phải biết tôi đi tới nắm phía nào, phía chỗ backpacking đó, thì nó tôi chắc chắn là nó sẽ có rất là nhiều khách sạn cho bạn lựa chọn bạn. Làm sao bạn tới vùng khao sản được bạn? Khi mà tôi nhìn địa lý của Bangkok bạn đó, thì đây là airport bạn nhé, và tôi sẽ đi tới chỗ khao sản đây bạn. Khi mà tôi zoom nó vô đó thì bạn thấy đây, chỗ này nó có sân vận động đấy bạn. Thì trên sân vận động đó thì nó có thân ổn khao sản đây. Bạn zoom ra bạn thấy nó khao sản. Còn khi mà bạn lấy Airport Link bạn từ sân phi trường đó, thì bạn sẽ đi tới cuối trạm cuối bạn. Trạm cuối kêu là Phayathai bạn nhé. Phayathai đó thì bạn xuống dưới ra, bạn sẽ kêu thúc thúc đi tới, nói xe thúc thúc trả giá trước bạn nhé, có chừng 8 6 tới 100 bạc bạn đó. Thì bạn sẽ tới thân hồn khao sản,
rồi bạn tìm khách sạn ở đây.